Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Ngoài Vòng Pháp Luật phần 2. Lần này chú ma Dong Suk đã không còn làm siêu anh hùng nữa, mà trở về Hàn Quốc làm cảnh sát bắt tội phạm luôn rồi. Nhưng cú đấm của ma Dong Suk phải nói là đỉnh của chóp. Ai mà chịu được một đấm phải nói là trâu bò đầu thai mới đúng. Anh còn được giang hồ đồn đại là cảnh sát bạo lực. Vậy chú ma Dong Suk tại sao có biệt danh như vậy? Mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nhé. Thanh tra ma Dong Suk nhận được cuộc gọi của đồng đội liền đến hiện trường. Một tên tâm thần trốn trại đang đe dọa hai con tin trong cửa hàng tiện lợi, vì thế anh ta muốn đột nhập từ phía sau để bất ngờ tập kích hắn. Mà khốn khổ thân hình thanh tra ma quá bé nhỏ nên làm đổ hàng hóa thùng lung khiến tên đó phát hiện. Tuy đối diện với tội phạm có vũ khí, nhưng ma Dong Suk không có gì là quan tâm. Anh ta vừa tránh né vừa tiếp cận tên đó, khuyên nhủ nên bỏ vũ khí xuống. Trông rất nhượng bộ, anh dứt khoát nắm tay hắn cho một cú lộn ngược khỏi bày trò. Mày làm sao, thích dọa dẫm người khác không, thông đít cho bỏ tật. Khi ma Dong Suk định áp giải hắn ra xe thì bị cắn vào tay. Anh tặng cho hắn một cú đấm đủ cho tên này hút cháo cả tuần. Dân tình liên tục cổ vũ, thế là cảnh sát bạo lực được lên mặt báo luôn. Anh tự động viên họ làm mờ gương mặt rồi không sao đâu. Chụp hình gì mà che như không che, lẽ ra che cái mình lại mới đúng, kiểu này lại nghe sếp chửi nữa thôi. Nhưng không sao, chuyện này xảy ra như cơm bữa ý mà. Lúc này đội trưởng đi vào, hơi sức đâu mà chửi nữa, anh có nhiệm vụ mới cần ma Dong Suk đi làm. Một trong ba tên cướp quận Gazibong đã bỏ trốn sang Việt Nam và đến đầu thú ở đại sứ quán. Vì thế ma Dong Suk sẽ bay sang Việt Nam dẫn độ hắn về nước. Chuyện này không quá phức tạp, xem như là đi công tác vài ngày. Chỉ huy cũng đòi đi theo vì anh biết tiếng Anh. Chen ơi, anh có biết nói tiếng Anh thật không vậy? Ai ra cái thằng chết tiệt này, mày xem thường anh mày quá rồi đấy. Trình của anh dù có nói ra thì mấy chú cũng không hiểu được đâu. Thế là cả hai thanh tra lên đường đi làm nhiệm vụ. Nhưng lúc này thì họ mới biết được chỉ huy rốt tiếng Anh, cứ nói như thằng điên mà chẳng ai quan tâm. Một lát sau, người của đại sứ quán đến đón ma Dong Suk và chỉ huy, sau đó dẫn hai người đi ăn ở một quán ốc đêm tại Sài Gòn. Tình cờ ma Dong Suk gặp lại cấp dưới đi phát tờ rơi cho mấy quán massage chất lượng Can Nam nhưng giá lại thành phố Hồ Chí Minh. Qua lời kể của đàn em thì giang hồ Hàn Quốc đến đây rất nhiều, chúng luôn thủ súng và dao dựa trong người. Cảnh sát Hàn Quốc ở đây chả có quyền lực gì đâu. Sáng sớm ma Dong Suk cùng chỉ huy đến văn phòng đại sứ quán để làm thủ tục. Đây là trường hợp khó hiểu nhất mà đại sứ quán từng gặp. Đang đi trốn rất tốt cơ mà, sao tự nhiên đi đầu thú vậy ta? Dong Hun nói rằng mình rất áy náy nên muốn về nước để chịu tội. Có thể nào biện một lý do bớt giả chân hơn được không? Sao để anh ma béo phải vận động vậy ta? Phải có máu và nước mắt mới chịu nói thật đúng không? Sếp che hộ em cái máy quay để em hỏi thăm thằng này một chút. Ngoài hắn còn có JD và Feedback. Nếu hắn khai luôn hai thằng kia thì càng tốt. Ma Dong Suk bấu vào cổ Dong Hun, còn thiếu điều kéo đứt lỗ tai hắn. Khi biết được hắn mâu thuẫn với JD, chỉ có vậy thôi sao? Anh béo áp tai hắn xuống mặt bàn, rồi nện từng đấm xuống. Thấy cấp dưới bạo lực quá, chỉ huy mở cửa ra ngoài gấp. Có hậu quả gì còn bao biện, bản thân không có mặt ở đó. Những người đại sứ quán cứ tưởng rằng hôm nay đang sửa nhà. Rốt cuộc Dong Hun cũng khai ra chỗ mà JD đang ẩn náu. Hai người lập tức đi theo địa chỉ đến một căn phòng. Anh béo trực tiếp vặn tay nắm cửa của người ta luôn rồi. Trong nhà là một mớ hỗn độn, còn JD thì đã theo ông bà mấy ngày nay luôn rồi. Ma Dong Suk trở về liền quay đầu hỏi Dong Hun hỏi chuyện. Anh cho rằng tên này đã lừa gạt mình, vì thế đòi đuổi hắn đi. Ai rảnh mà dẫn mày về nước tốn cơm, nhưng Dong Hun sợ lắm. JD rõ ràng là bị diệt khẩu, hắn chắc chắn sẽ là đứa tiếp theo lên đường. Nhưng mà ở cạnh thanh tra này chẳng an toàn là mấy nhỉ. Dong Hun rốt cuộc cũng nói ra sự thật tại sao lại tự nộp mình. Sau khi nhóm ba người bỏ trốn sang Việt Nam để kiếm sống được ở nơi xứ người, bọn họ đã nhắm vào những người đồng hương sang đây du lịch để lừa tiền. Phi vụ lần này có sự hợp tác của hai tên tội phạm ngoài lề khác, đó là Kang và đàn em của mình. Tên thiếu gia vừa lên xe liền nói nhìn mặt anh cứ như là ăn cướp vậy, lần sau cạo râu và mặc áo Doraemon cho đỡ nghiêm túc đi nha. Không sao, tôi là ăn cướp thiệt mà. Năm người đã bắt cóc thiếu gia của ông trùm cho vay nặng lãi có tiếng ở Hàn. Nhưng tiền mặt cậu ta mang trong người quá ít, vì thế đã khiến nội bộ đám bắt cóc xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng lúc bọn chúng đang đấu võ mồm, cậu ta tông cửa bỏ chạy. Ba người nhóm Dong Hun tức tốc đuổi theo, còn Kang thì ung dung vác dao gựa đi theo phía sau. Sau một hồi đuổi bắt thì cậu Choi cũng rơi vào tay chúng. Cậu ta hứa sẽ đưa mỗi người 100.000 đô để đổi lấy tự do. Ngay khi Kang vừa đuổi đến nơi, hắn lập tức bổ dao vào con tin trước sự ngỡ người của nhóm Dong Hun. Việc làm này sẽ khiến cả bọn không nhận được tiền mà còn rước thêm họa. Feedback tức giận mắng chửi Kang. Đàn em của Kang bất xử lý Feedback ngay tại chỗ. Bớt một thằng thì phần chia sẽ được nhiều hơn đúng không nào? Đám người thấy cũng có lý nhưng cũng hơi rén rồi. Đêm đó Kang dẫn hai thằng mới về chỗ ở của mình.
bắt họ đào hố chôn cậu Choi và Feedback trong sân nhà hắn. Còn đàn em của hắn đã tới khách sạn của cậu Choi, lục được thêm mớ tiền bạc và cả đống vàng, với Kang như thế là còn quá ít, ông ta giàu mà. Ngại gì không lấy thêm của ông ta nhiều chút cho ấm bụng, Kang sau khi lấy một cánh tay của cậu Choi, đã chụp lại và gửi cho ông Choi, đòi 500.000 đô tiền chuộc con. Hai ngày sau, Kang nhận được tiền thì Jong-hun và Jae-di bỏ trốn luôn. Gần đây Jong-hun cảm thấy mình bị truy lùng. Jae-di đã chết, càng chắc chắn là Kang đang muốn diệt khẩu. Hắn năn nỉ cảnh sát ma cho em về Hàn đi anh ơi. Thà ăn cơm tù mà còn sống, còn hơn ở bên ngoài không biết lúc nào ngửi mùi đất. Ma Đông Súc không có quyền hạn điều tra án. Vụ án cần giao cho cảnh sát Việt Nam điều tra. Thủ tục cần một thời gian mới được phê duyệt. Cảnh sát ma sợ rằng Kang sẽ chạy sang nước khác nên tự mình điều tra. Sếp thì giờ cũng nghe lời như cấp dưới. Cầm sảnh lục đào để tìm thi thể nạn nhân, họ đã tìm được tận 4 cái xác. Công an địa phương đã đến hiện trường khai quật. Lúc này anh béo gọi cho Răng hỏi thăm một số chuyện. Hắn cho anh biết có một người tên Gia Cu cũng đang tìm Kang giống như anh béo. Đang nói chuyện thì người phụ trách đi đến. Họ sẽ tiếp quản chuyện này và đòi hỏi thanh tra Hàn Quốc rời khỏi hiện trường. Đội trưởng và người phụ trách xảy ra tranh cãi. Ma Đông Súc kịp ngăn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Dưới sự chỉ điểm của Răng, cả hai đến một sòng bạc của bọn côn đồ Hàn Quốc để tìm người tên Gia Cu. Anh béo không dài dòng mà trực tiếp đòi gặp Gia Cu. Sau khi biết thân phận cảnh sát của hai người, hai bên lập tức lao vào cưng nựng nhau. Ai mà chịu nổi cú đấm của anh Ma thì phải nói là trâu bò đầu thai rồi. Nhìn kìa, tán một cái ngất luôn thì đánh đấm cái nổi gì. Lúc này Gia Cu cũng là đại ca ở đây hùng hổ đi ra với một khẩu súng. Chưa kịp thể hiện đã bị Ma Đông Súc cho một đấm thốn tận xương. Này nhé, bố mày có súng đấy nhé. Trời trời, anh coi nè, nó chơi súng thật đạn thật luôn mới giữ. Ma Đông Súc cầm khẩu súng khe bọn côn đồ đang mom mem lại gần. Cả đám sợ lùi hết ra phía sau. Sau khi tra hỏi, tên đại ca này tự xưng tao là vua lì đòn. Nhưng nấm đấm của Ma Đông Súc vẫn to hơn gan của hắn. Gia Cu khai một sát thủ đã đến nhờ hắn đến tìm kiếm tung tích của Kang. Hắn đã cử thằng nhóc này đi làm việc đó. Hắn tự nói em tàn hình rồi, hồng ai thấy em hết nè. Mày lại đây nhanh lên coi. Theo điều tra về đồng đội ở Hàn, thì ông Choi thông báo con trai mất tích. Vì thế Ma Đông Súc đoán rằng ông ta đã cử sát thủ đến trả thù cho con trai. Điều đó có nghĩa đang có sát thủ ở nhà chờ Kang trở về. Hắn ta là một người cực kỳ thận trọng. Nhìn thấy tàng thuốc vẫn còn cháy trên mặt đất, hắn ngay lập tức cảnh giác. Tuy nhiên lại không có vẻ muốn chạy trốn. Vào nhà, đám sát thủ đều đã vào vị trí để chờ đợi. Sau khi cẩn thận mở từng lớp của, Kang chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Một tên sát thủ ra hiệu cho đồng bọn để cho hắn bước lên xem thử. Ngay khi tên đó vừa mở hé cửa, Kang liền thỏ tay túm lấy kéo hắn vào bên trong. Những người bên ngoài thì nghe được tiếng hét thảm thiết. Khi không còn tiếng động, Kang mới bước ra. Đàn em của hắn cũng xông vào lối khác. Sát thủ bị dồn vào giữa, bắt đầu một trận chiến sinh tử. Kang phải nói là một tên cực kỳ máu lạnh. Với hắn, tiền là quan trọng nhất. Vì vậy khi ra tay, gã rất dứt khoát, cứ mổ và chém. Xem những cảnh này mà thấy đau dùm mấy anh sát thủ. Rốt cuộc chỉ hai người đã quét sạch đám sát thủ, còn sót lại tên cầm đầu bị thương nặng. Nhưng vào lúc Kang đến chỗ đựng tiền, nhìn thấy bên trong trống không, cơn giận của hắn mới thật sự bốc lên. Lúc đầu tên này không chịu thừa nhận, nhưng với sự tra tấn của Kang, tên này cũng khai ra ông Choi. Tên này liền dùng điện thoại của hắn gọi cho người đứng sau. Nếu ông ta không trả lại vali tiền, thì đích thân hắn sẽ quay lại Hàn Quốc lấy cái mạng của ông. Xin thông báo tao xài mạng Mobi, có ngon thì qua đây lấy nhé. Mọi chuyện xong xuôi hết thì cảnh sát ma cũng đến nơi. Họ nghĩ rằng Kang đã rời đi rồi, vì thế vào nhà xem xét tình hình, xác người rải rác khắp nơi. Tên Kang này cũng dữ dằn đấy chứ. Hai người bắt đầu quan sát nơi này, muốn tìm xem có thông tin nào hữu ích về hắn ta không. Ngay lúc đội trưởng tìm thấy hộ chiếu của cậu Choi, bất ngờ Kang từ ngoài cửa xông vào chém. Cảnh sát ma lập tức xông tới ôm lấy hắn quật vào tủ quần áo. Tên đàn em ở phía sau cầm dao dựa tấn công anh. Khi bọn chúng hung hăng là thế, nhưng Ma Đông Súc như cục tạ di động, hai đánh một mà bị anh đấm muốn nhẹ người. Đội trưởng gượng dậy lấy súng đe dọa, Kang sẽ ngoan ngoãn đầu hàng sau. Không đâu bé ơi, hắn quốc một phát vào mặt anh béo rồi bỏ chạy. Ma Đông Súc đuổi theo phía sau thì bị tên đàn em chặn lại. Sau vài giây đắn đo, Kang quyết định bỏ lại tên kia và thoát thân trước. Cho nên khi anh béo chạy ra ngoài thì mất dấu hắn rồi. Đồng đội đã tìm hồ sơ của Kang, hắn có liên quan đến những vụ bắt cóc tống tiền người Hàn ở các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên tất cả nạn nhân bị bắt cóc đều không có ai sống sót trở về. Người của đại sứ quán thông báo cho Ma Đông Súc về một tin không vui. Vì những rắc rối họ gây ra bây giờ, thì trên đã trục xuất hai người trở về Hàn. Cơ quan chức năng sẽ mang họ ra sân bay trong đêm nay. Ma Đông Súc không chịu từ bỏ. Tuy nhiên sau một phen hù dọa, anh muốn chết dục xương ở đây, hay muốn được giảm án và ngồi tù ở quê nhà. Đàn em của Kang đã tiết lộ một chuyện, khả năng Kang sẽ trở về Hàn để giải quyết chuyện tiền nông với ông Choi. Ngay khi anh về đến Hàn, anh cùng đồng đội tìm đến một kẻ nhập cư trái phép. Ban đầu tên này cố chấp nói mình đã hoàn lương rồi mà không được sống yên nữa. Ma Đông Súc đành ra ám hiệu thân thương.
hắn tự giao nộp thằng em để anh béo tra tấn. Nhìn thôi là đã biết thốn tới đâu luôn rồi, hắn cho biết chỉ có nhập cư qua đường biển mà thôi. Vì thế Ma Đông xúc cho đồng đội kiểm tra máy quay giám sát ở cảng để tìm kiếm Kang. Thế là họ đã tìm được hắn, tuy nhiên Kang đã trộm một chiếc xe và biến mất. Ông Choi biết tin liền cho người tìm thêm sát thủ. Lần này chơi lớn nhập ngoại luôn, tiền ứng trước nữa. Số còn lại sẽ giao khi nhận được xác, Ma và chỉ huy bị cấp trên triệu tập. Vụ việc lần này sẽ giao cho Bộ Ngoại giao tiếp quản. Ma đánh mắt nhìn sếp ra hiệu. Hai gia chỉ có người anh minh như sếp đây mới có thể phá được vụ án khó này. Tụi em sẽ dốc hết sức mình tận tụy vì sếp. Thôi đi mấy cái thằng này chỉ được cái nói đúng là giỏi. Cả hai hùa nhau diễn tuồng khiến cấp trên đồng ý câu giờ một tuần. Mục đích của hắn là ông Choi, cho nên họ đã đến tang lễ của cậu Choi. Do là người đã đưa cậu Choi về nước nên phu nhân mời họ lại dùng bữa. Nhóm cảnh sát lạc quẻ trong đám xã hội đen thật là cảm giác. Anh béo ăn xong bèn dặn dò đàn em ở lại trông coi ông Choi, còn mình mượn xe đi điều tra về Kang. Nhưng hắn quá chuyên nghiệp, thu vén hiện trường không để lại chút manh mối nào. Ông Choi đã thuê mấy sát thủ nước ngoài, tuy nhiên chưa kịp làm gì đã bị Kang cho lên đường hết. Trong lúc ông Choi và trợ lý vào thang máy xuống tầng dưới, ông ta không biết rằng người vào sau chính là Kang. Khi thang máy đi xuống, Kang mới quay người lại nói tên của mình. Ông Choi có chút kinh ngạc, trợ lý đi theo ông ta cũng không phải dạng vừa đâu. Ông Choi muốn cướp lấy con dao nhưng lại làm mình bị thương. Trợ lý dùng sức mạnh của mình ép Kang lên cao, muốn bóp chết hắn, nhưng không ngờ tên xảo nguyệt này vẫn còn một con dao khác. Trợ lý không đề phòng lập tức bị hạ gục. Cảnh sát đã nhìn thấy cảnh ông Choi bị bắt đi qua màn hình giám sát, thế nhưng lại không đuổi kịp, đã để bọn chúng chạy thoát được. Kang đoán trước tình hình nên đã sử dụng quyền trợ giúp từ người thân. Kang gửi đoạn video tra tấn ông Choi uy hiếp đòi tiền chuộc, vốn là người sống trong giới xã hội. Bà Choi dùng bản lĩnh đàm phán với Kang, mặc dù sợ hãi, nhưng bà Choi nói chuyện rất có khí thế, còn đánh tâm lý đối phương, nhất quyết giao dịch tiền mặt và nói không chuyển khoản, khiến hắn không thể nào nghi ngờ lời đề nghị của bà. Cuối cùng bà Choi cũng thành công hẹn được tên bắt cóc này ra gặp trực tiếp. Nhưng mà ai sẽ là tài xế? Nếu cử cảnh sát đi chắc chắn Kang sẽ phát hiện, nhưng cũng không thể cử một đứa gà mờ đi được. Rằng là người nhập cư trái phép sẽ được chọn. Tuy là côn đồ nhưng cảnh sát có thể kiểm soát được anh ta. Không còn ai thích hợp hơn nữa. Đúng giờ Rằng mang vali tiền bỏ vào trong xe, chuẩn bị cùng bà Choi đến điểm hẹn cách đó không xa. Hai tên đồng bọn Kang đang quan sát và báo cáo tình hình về cho hắn. Sau khi không thấy chiếc xe nào khả nghi, Kang đã ra lệnh cho chúng đi theo, tuyệt đối thực hiện theo chỉ thị của hắn. Kang rất thận trọng, vì thế cảnh sát đã áp dụng chiến thuật luân phiên. Trong khi những người khác đang đi theo xe của bà Choi để bắt bọn bắt cóc, thì một cảnh sát khác dựa vào kết quả tìm kiếm, đến một nhà kho lớn để tìm ông Choi, để tìm ra chiếc xe của bọn bắt cóc. Cảnh sát dùng nhiều phương tiện khác nhau chạy sát phía sau bà Choi. Một chiếc xe màu trắng cố ý chen vào giữa, chứng tỏ đó là xe bọn chúng. Méo hiểu chuyện gì xảy ra, Rằng vừa lái xe vừa run như cầy sấy. Bất ngờ đang chạy thì hai anh em tên bắt cóc ra lệnh quay đầu. Má ơi, làm gì mà gấp dữ vậy chứ? Kiểu này tao đi ẻ còn chưa kịp chủ nữa đã mắc chạy mất rồi. Mà phải chi quay một lần không nói, quay tới tận 4-5 vòng còn chưa chịu dừng lại. Bên này anh cảnh sát đã tìm được chiếc xe chở ông Choi và tìm được ông ấy trong một căn phòng, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Kang bất ngờ tấn công anh cảnh sát từ phía sau, trong lúc hai người đang giằng co, may mắn mà tiếp viện đã tới kịp thời. Kang thấy không ổn nên lên xe lái khỏi nhà kho. Hắn thông báo cho đồng đội có cảnh sát đó, bỏ của chạy lấy người đi, nhưng bọn chúng lại cho rằng hắn đang đâm sau lưng mình. Vì thế không nghe lời Kang mà tự ý hành động, anh em bọn chúng trực tiếp chạy lên chặn xe của bà Choi lại. Tên Rằng nhanh trí cho lùi xe, rồi chạy xuống bãi đỗ xe của cửa hàng bách hóa. Cả hai dừng xe, nhưng Rằng đã dòm ngó 2 triệu đô từ nãy giờ. Nhìn thấy hai tên đó sắp đuổi kịp đến nơi, Rằng quyết định nhét vali vào lại, mặc kệ bà Choi. Giờ mà chạy thoát với số tiền này thì khỏi cần phải sợ gì nữa. Một tên thấy không đuổi kịp liền đuổi theo bà Choi. May mà cảnh sát Ma đến kịp, trực tiếp vặn cổ tay khống chế đối phương lại. Sau đó liền ra hiệu cho bà Choi mau đi khỏi đây. Ma Đông Xúc đấm một phát khiến cho hắn ngã sấp mặt. Sau đó thang cuống lại mang hắn đi lên. Rõ ràng hắn không thể tránh khỏi ăn thêm một đấm nữa trước khi lên phường. Tên còn lại cố bám víu vào xe của tên Rằng, bị hắn lái xe hất văng vào chiếc xe khác nằm lê lết. Cảnh sát xuất hiện muốn bắt giữ hắn. Tên này liền thể hiện dòng máu chí phèo trong người. Nhưng Su Cà Na là cảnh sát chi viện cũng tới. Hai người hợp lực đánh hắn sắp mặt lở, rồi đưa lên phường. Kỳ này bóc lịch mỏi tay nha con. Bây giờ chỉ còn trận quyết chiến giữa anh béo và tên Kang mặt thẹo. Rằng rất hào hứng vì có số tiền khổng lồ này, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì xe anh ta đã bị xe của Kang tông vào. Rằng hớt ha hớt hải chạy vào xe, lôi ngay vali tiền chạy trước mặt còn lêu lêu tên Kang, rồi nhảy lên một chiếc xe taxi chạy đi mất, không lấy được vali tiền. Kang giận cá chém thớt, Rằng hí hửng trên xe mở vali tiền ra, bên trong là 2 triệu đô đủ cho hắn sống cuộc đời mới. Cảnh sát Ma lại xuất hiện khi mọi chuyện đã xong rồi. Lần này thằng khốn Rằng cưỡng luôn vali tiền mới đau.
Giang và tên Kang đều bị thời sự đưa tin truy nã toàn quốc. Kang nhìn thấy cũng biết được tên này sẽ trốn về Trung Quốc. Giang lúc này trốn ở bến tàu, gọi cho người quen đặt một ghế đi Trung Quốc ngay trong đêm. Kang tất nhiên lường trước được điều này nên đi trước một bước, vì thấy dao dựa trong tay hắn. Ban đầu còn muốn lấy dao ra dọa nạt hắn một tí, nhưng ai có mà ngờ đâu tên này là Chí Phèo Thứ Thiện, càng không dám đối đầu, lòng đau như cắt bỏ tiền lại chạy đi mất, và ly tiền cuối cùng cũng về tay Kang. Ma Đông Xúc đã cho phát báo động khẩn về hai tên tội phạm đang lẫn trốn. Các phương tiện di chuyển đang bị kiểm tra rắc dao. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Kang đã lựa chọn đi xe buýt chạy trốn một cách công khai. Có điều hơi su cà na cho hắn, Kang vẫn luôn rình phía sau. Ngay khi Kang nghĩ chuyến này được bay xa rồi, thì xe buýt bị chặn lại và cảnh sát ma bước lên xe. Sau khi lùa hành khách xuống xe, anh ta đóng cửa lại, Kang không bất ngờ, bình tĩnh rút dao dựa ra, còn Ma Đông Xúc rút dây thắt lưng làm vũ khí. Hai bên lao vào bụp nhau, xung quanh là khán giả đang hồi họp theo dõi. Một người ra tay tàn nhẫn nhấm vào da thịt, còn người dùng nấm đấm đánh vào tận xương. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng anh béo vẫn không hề chậm hơn Kang một nhịp nào, bị Ma Đông Xúc vật như con, có chút tả tơi hoa lá, nhưng Kang không gục ngã, còn cứng lắm, bị đập đầu vào kính như thế mà còn tỉnh queo. Này nhé bố mày, nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Đương nhiên anh béo không cho hắn thời gian để thở, liền bị ăn một cú đạp văng ra ngoài xe. Mặc dù cái thân đã nát nhừ nhưng cái miệng vẫn không quên hứa hẹn sẽ báo thù. Tao sẽ giết chết hết vợ con và gia đình mày. Tiếc quá anh đây chưa cưới vợ cu ơi lêu lêu. Ăn xong cú này có mà quên mất mình là ai luôn. Chỉ huy nhìn thấy cảnh này cũng thầm trách, đánh kiểu này còn ai mà nhận ra hắn được kia chứ. Thế là cảnh sát thành công bắt được kẻ thù ác quy án. Lúc này Giang đang ăn lẩu sau một ngày dài mệt mỏi, thì ra bắt được tên Kang dễ dàng như vậy là do Ma Đông Xúc đã sắp xếp trước mọi chuyện, biết Giang sẽ nổi lòng tham lam. Tôi đã đánh dấu xe di tiền nên không xài được đâu. Anh cứ điện thoại cho một mắt mà đi Trung Quốc trốn đi. Đúng là trên đời làm gì mà có chuyện tốt như vậy chứ. Alo sếp ơi, em nghe không rõ, hình như mạng dạo này yếu hay sao á. Alo alo. Ma Đông Xúc thầm cười, đúng là tên lừa đảo ngu ngốc mà. Đến đây là hết phim rồi. Bộ phim này có những hình ảnh về Việt Nam, nhưng phần phim này lại đóng tại phim trường của Hàn Quốc nha các bạn, nên sẽ không phản ánh đúng với cuộc sống của người Việt Nam. Mong rằng các bạn xem phim của chú Ma Đông Xúc để giải trí thôi nè. Tuy nhiên có phần hơi bạo lực nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem đầy đủ nha. Đúng là tiền rất quan trọng trong cuộc sống đúng không nào? Nhưng kiếm tiền trên xương máu người khác thì sớm muộn cũng nhận quả báo. Chẳng qua là nó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Đôi khi chỉ cần chúng ta phải cần sống tốt với người khác, trời cao ắt sẽ tự an bày mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.